Chào mọi người đã trở lại với kênh của tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ nói về những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã từng học ngành xã học. Vậy thì những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đó là ai? Thì người đầu tiên tôi muốn nói đến đó là mục sư Martin Luther King. Đây là nhân vật mà có lẽ rất nhiều người trên thế giới đều biết đến tên của ông ấy. Martin Luther King là người đã từng tốt nghiệp cử nhân xã học tại trường đại học Morehouse College của Mỹ vào năm 1948, và năm 1964 thì do những cái đấu tranh không mệt mỏi của ông ấy cho cái quyền lợi của người da đen ở Mỹ, cho nên năm 1964 ông ấy được trao giải Nobel Hòa bình. Và cho đến giờ này ở Mỹ thì người ta đánh giá Martin Luther King là người một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, cũng như lịch sử đương đại của phong trào đấu tranh bất bạo động trên thế giới. Thì Martin Luther King được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ như là một anh hùng, một nhà kiến tạo hòa bình và là một thánh tử đạo. Và từ điển bách khoa xã học Blackwell Encyclopedia Oxology thì gọi Martin Luther King là một nhà xã học đại chúng xuất sắc, Public Sociologist by Excellence. Như vậy chúng ta thấy đây là nhân vật đầu tiên, đó là Martin Luther King. Một nhân vật thứ hai của người Mỹ đó là cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ronald Reagan là tổng thống thứ 40 của Mỹ. Ông làm tổng thống từ năm 1981 đến năm 1989, và ông là người tốt nghiệp cử nhân xã học và kinh tế học tại trường đại học Eureka College của Mỹ. Thì ông này có một cái điều rất đáng chú ý, đó là khi tốt nghiệp đại học xong, tức là tốt nghiệp xã học và kinh tế xong đó, thì ông ấy đi làm phát thanh viên cho một đài phát thanh. Sau đó ông ấy đi đóng phim ở Hollywood, đóng vài bộ phim cao bồi viễn Tây, cũng không nổi tiếng gì lắm. Ông ấy chỉ là thuộc loại diễn viên hạng B, hạng C gì đó thôi. Sau đó ông tham gia vào chính trị và được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 1981. Thì lúc đó chúng ta nhớ là khối xã hội chủ nghĩa cũng còn. Và khi mà Ronald Reagan được bầu chọn làm tổng thống Mỹ thì Trung Quốc cũng như các nước xã hội chủ nghĩa lúc đó đã chê cười và nói rằng là đế quốc Mỹ là sắp tàn lụi, bởi vì không còn chọn được ai làm tổng thống mà đi chọn một cái tay diễn viên cao bồi hạng C làm tổng thống Mỹ. Nhưng mà trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ thì Ronald Reagan đã đưa nước Mỹ trở thành một trong những nước mà mạnh nhất ở trong thời kỳ đó. Và ông ấy được thế giới đánh giá cao bởi vì Ronald Reagan cùng với Tổng Bí thư Gorbachev được xem là những nhân vật chính yếu khiến cho khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã một cách hòa bình. Thì chúng ta thấy lúc đầu thì đánh giá ông ấy là một diễn viên thì không thể nào mà tổng thống Mỹ được, nhưng mà rồi sau đó ông ấy đã có công rất lớn. Một cái nhân vật thứ ba cũng là tổng thống, đó là Fernando Henrique Cardoso, tổng thống Brazil. Thì Cardoso tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ xã học tại trường đại học São Paulo của Brazil. Sau đó thì ông ấy sang Pháp để học một năm nghiên cứu hậu tiến sĩ tại trường học Paris. Sau đó ông trở về São Paulo và ông làm giáo sư xã học ở đó một thời gian. Thì năm 1992, ông đầu những năm 90 ông tham gia vào chính trị, và năm 1992 ông được chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao, và một năm sau đó thì trở thành Bộ trưởng Tài chính. Thì nhà xã học Cardoso trở thành Bộ trưởng Tài chính đã tạo ra một kỳ tích trong lịch sử của Brazil. Đó là thời kỳ đó Brazil đang đứng trước khủng hoảng kinh tế với lạm phát ba con số. Lạm phát ba con số tức là 100% trở lên đó. Thì trong vài năm làm Bộ trưởng Tài chính thì Cardoso đã đưa cái tỷ lệ lạm phát của Brazil xuống còn một con số, tức là dưới 10%. Thì đây là một kỳ tích, và nhờ kỳ tích đó mà Cardoso được bầu làm Tổng thống Brazil. Và ông ấy là tổng thống đầu tiên của Brazil được bầu liên tiếp hai nhiệm kỳ với tỷ lệ phiếu thắng áp đảo. Sau khi rời khỏi nhiệm sở làm tổng thống Brazil thì ông trở lại làm nghiên cứu xã học, và ông được mời giảng ở rất nhiều nước ở trên thế giới, như ở Pháp ông dạy ở Đại học Nanterre, hoặc là ở Mỹ ông dạy ở Đại học Brown hay là Stanford, và hiện nay vẫn là một nhà nghiên cứu xã học. Và ông ấy là chủ tịch Hội Xã học Thế giới trong giai đoạn 1900 82 tới 1986.
Nhân vật thứ tư mà tôi muốn nói đến cũng rất nổi tiếng, đó là Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, tức là vợ của Tổng thống Obama. Thì Michelle Obama đã tốt nghiệp cử nhân xã học ở trường đọc danh tiếng Princeton của Mỹ, tức là một trường nằm trong liên đoàn Ivy đó. Thì Michelle Obama tốt nghiệp cử nhân xã học với hạng là thủ khoa. Thì nói đến đây tôi cũng thấy hơi xấu hổ, cùng là thân phận thủ khoa như nhau mà bà ấy có quá nhiều thành tựu, trong khi tôi làm YouTube mà làm chưa xong nữa. Thì sau khi tốt nghiệp cử nhân xã học ở Princeton thì Michelle Obama chuyển tới đọc Harvard và lấy bằng tiến sĩ luật ở trường đọc Harvard, và ở đó bà ấy gặp được và quen biết với Obama, và sau đó hai người trở thành vợ chồng như chúng ta đã biết. Như vậy chúng ta đã thấy bốn cái nhân vật rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế chính trị trên thế giới đã từng học xã học. Bây giờ tôi sẽ nói tới những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Cái người đầu tiên đó là Bong Joon-ho, đạo diễn điện ảnh lừng danh của Hàn Quốc. Tại sao tôi nói là đạo diễn lừng danh của Hàn Quốc? Là bởi vì cách đây mấy tháng ở liên hoan phim Cannes, bộ phim Parasite của máy Parasite, tức là ký sinh trùng á, đã đạt được giải thưởng cao nhất ở liên hoan phim Cannes, đó là giải thưởng Cành Cọ Vàng. Thì ông là đạo diễn duy nhất của Hàn Quốc cho tới lúc này đạt được giải thưởng danh giá Cành Cọ Vàng ở liên hoan phim Cannes Pháp, cái liên hoan mà Ngọc Trinh tới mặc cái bộ đồ mà Như Không Mặc mà chúng ta đã từng nói đó. Thì Bong Joon-ho không phải là người được đào tạo về 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 nghệ thuật, về phim ảnh, bởi vì ông ấy trước đây cũng muốn làm phim lắm, nhưng mà ba ông ấy, tức là gia đình đó, ba và mẹ không muốn ông ấy theo lĩnh vực nghệ thuật, cho nên ông ấy đã chọn học xã học tại trường đọc Yonsei của Hàn Quốc. Thì ông ấy tốt nghiệp cử nhân xã học ở đọc Yonsei, nhưng mà trong suốt thời gian học đại học thì ông ấy tham gia vào câu lạc bộ làm phim của các sinh viên ở trường đọc Yonsei. Sau khi tốt nghiệp cử nhân xã học xong thì ông ấy mới đến học 2 năm ở cái viện học viện phim nghệ thuật của Hàn Quốc, và sau đó thì ông làm phim. Thì ông ấy nổi tiếng những bộ phim trước cái bộ phim Parasite, ký sinh trùng mà tôi nói đoạt giải Cannes vừa rồi đó. Thì những bộ phim trước đây của Bong Joon-ho cũng được đánh giá rất cao, bởi vì nó mang tính châm biếm xã hội và nó phản ánh cái hiện thực xã hội của Hàn Quốc rất là độc đáo, mà người ta đánh giá đó là cái kết quả của cái việc mà ông ấy học 4 năm xã học ở học Yonsei, cho nên ông mới làm được những bộ phim sâu sắc về mặt xã hội như vậy. Nhân vật thứ hai đó là nữ nhân viên số 1 của Ấn Độ, Deepika Padukone. Cách đây năm rồi, vào cuối năm 2018 thì Padukone đã kết hôn với diễn viên nam số 1 của Ấn Độ, đó là Ranveer Singh, và trở thành cặp đôi vàng của Bollywood, tức là nền điện ảnh Ấn Độ. Thì tại sao tôi dám nói Padukone là diễn viên nữ số 1 của Ấn Độ? Bởi vì hiện nay cô ấy là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất, và cô ấy nổi tiếng trên thế giới với bộ phim là Xander Cage Trở Lại, tức là XX Return of Xander Cage, đóng chung với Chân Tử Đan và Vin Diesel. Thì tại sao tôi nói về cô này? Bởi vì cô này trước khi làm diễn viên thì cô ấy đã học xã học tại trường đại học mở quốc gia Indira Gandhi, và cô tốt nghiệp cử nhân xã học ở đó. Tức là cô ấy tốt nghiệp cử nhân xã học chứ không phải là tốt nghiệp từ một cái trường làm diễn viên. Một cái người thứ ba mà tôi nói đến đó là nữ diễn viên Nina Dobrev, người Canada. Đây là nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim ăn khách Nhật ký Macaron, The Vampire Diaries. Thì cô nữ diễn viên Dobrev này tốt nghiệp cử nhân xã học tại trường đại học Reactions của Canada, và cô ấy nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Bulgari. Cô ấy là người, ngoài cái việc là một diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng, thì cô ấy còn là người hoạt động xã hội rất là mạnh mẽ, tham gia vào các cái phong trào như là chống nạn hiếp dâm phụ nữ, tham gia cùng với Elton John làm những cái chương trình gọi là từ thiện, vân vân. Nhân vật cuối cùng, tôi không biết là cô này nổi tiếng hay không, nhưng ba cô này rất nổi tiếng, đó là Tiffany Trump, con gái của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiffany Trump tốt nghiệp
cử nhân xã học và đô thị học tại trường đại học danh tiếng Pennsylvania của Mỹ. Và khi cô ấy học xã học ở Pennsylvania thì cô ấy chuyên sâu vào luật. Thì cho nên bây giờ Tiffany Trump đã chuyển sang Đại học New York, the City of New York, để theo đuổi bậc học cao hơn về ngành luật. Như vậy vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, xã hội lẫn nghệ thuật trên thế giới đã từng là sinh viên xã học. Vì vậy, nếu bạn thích tìm hiểu xã học thì mời bạn đến trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ấy tôi vẫn chờ. Xin chào và hẹn gặp lại.